Oh, nè, cái nè, nhí tưng 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 tưng, look at that. À, coi cái, anh có mua cái đinh gầm, cái đinh này nè, gầm, cái gì, Galvanize. Là nó stainless steel này, mua loại này nè. Có cái ấy nhà vô đâu coi chỗ nào sổ bơm đóng hộp rồi còn. Cái galvanize chứ. Galvanize chứ, stainless steel cái này nó đâu có làm stainless steel, no way. Nó bị. Nó đề stainless steel mà. Nó đề là stainless steel mà một hộp mà 15 đồng có 1 ký có 1 pound à. Thì đâu đâu lấy hộp ra, đâu đem cái con kia xuống làm thoải mái đúng. Câu đứng trên này câu ai nó không câu được nó cãi cái để đó cái sò đó nó ok sò đông cần tỉa sò đông đi thì chỗ đó nó để yên nó được chỗ đó để yên cho nó giữ đất hả cây mận cầu phải có nắng không cần có cây nào không phải có nắng hết nó không có trái không có nắng đâu có trái không thấy nó vậy cho nó không có trái. Ồ trái chỗ đó quá trời luôn này gì không có này chỗ nè nè biển thấy chưa bước đường này đi ra biển luôn hồ đây ra mắng cầu này lên bãi cỏ lên mình tôi quay hết cho thấy bãi cỏ nha mắng cầu lấy trong mắng cầu nhìn nó đẹp ha chứ ra từ từ mắng cầu nó ngọt bão lắm ngọt chưa bây giờ đấy nhiều quá trời luôn mà còn non sèo tới tháng 8, tháng 9 mới được ăn cái này uống quá cuối giữa tháng 8 được ăn thì nó ra như nó có còn tôi nhẫn nhiều quá trời có nằm trên lớp hết nè farm mấy cái xã nó có nằm nhà nha vẫn còn nữa mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây mắng cầu bên hàng này thôi nha 10 cây mãng cầu cây sumatra này còn nhỏ cây sumatra đây nè mấy hơn cây sumatra đó á thấy chưa con hai là mãng cầu dài à, dài cây khế này nè khế này khế này khế này khế này khế này trái quá trời luôn nó lùm dưới đây nè thấy khế chưa khế này khế đó to trổ đảng chưa khế này khế này khế này đó chùm 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 một chùm khế bò thôi đi ồ nó nằm trên cây á khế này hái làm gì trời nó nhiều quá không hái được hái để xuống nó ương mới chặt cây nhãn chỗ này đó đẳng cái cây nhãn ra còn đang cột cái kia thấy chưa cây nhãn này nó dở bởi vậy phải chặt rồi cứ cưa hết xuống luôn à, cái xoài này nè ngày hôm qua vậy đó nội nó rớt xuống chim nó ăn rớt xuống mình ăn con thấy cũng điên luôn cây này là cây cây gì chỉ có người Bắc mới trồng được à, bên má cò là người trồng được cây này cây à, mùa này chưa có trái à, cây gì quên rồi cây gì trà đỏ cây gì trà đỏ tỏ đỏ ra à, cây này là cây cây là hai cây bự lắm hai cây bự quá trời luôn cây này trái đã đỏ mà miền Bắc của Việt Nam mình mới trồng được
Cây buồn mất cái tên, buồn mất tên, mới trồng lại cái nhãn này đó. 2-3 năm sau sẽ được ăn cái nhãn này tiếp tục. Nhãn nó trồng cái nhãn ngọt, trồng cây nhớn, lựa cái nào ngon trồng, đừng có trồng cây dồn 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 không ăn được. Cây xoài này nè, nó chín lên, nó lên lúc mà nó ra trái nó rầm rộ luôn. Bây giờ nó trái nó còn đang ít ít, nhưng mà sáng cái ra nó rụng xuống, cái nào đó nó chín nó rụng xuống ăn ngọt dễ sợ, ngọt như đường. Xoài này ngon lắm, muốn xoài, cái loại xoài này lạ thường, ăn ngon, ngon tưng bừng. Dùng ngồi ô, tôi có căn nhà xưa, tôi có căn nhà chân, tháng ngày sống riêng một mình. Còn cái mít này thấy chưa, trái chưa, bây giờ nó chưa có chín cái nào hết, đợi đi về mới hái cái gốc không mà cũng trái nữa nè. Trái nè, trái nè, trái nè, trái nè, trái nè, trái nè, coi chùm chùm cho giờ lúc nó lố. Oh man, trái quá trời trái. Lấy cái chân kia nó kìa, trái ra đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 23, 34, 35, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, trái trời biết 40 cái luôn. Còn cái này là cái cây ô mai, ok, ngon quá trời trái luôn. Trái nó nhiều mà giờ nó vàng hết rồi, để lúc tôi đi về mới hái. Mà hái bây giờ là nó đã ra hết. Mà ra cái sứ quỷ này gọi nè, ô mai, ô mai ơi, ô mai à. Cái này cái kêu cây ô ma mà còn kêu cây trứng gà nữa đúng không? Đó. Nghe là cây chanh. Nó sáng sớm mình quay. Cái này là cây cái dài chanh hay gì ta? Chanh. Chanh. Oh yeah. Yeah baby. Cây chanh quá trời vừa nè. Nó cao quá, nó cao quá, nó cao quá, hai đâu được đó, đó vừa. Thì là cái đó nó cao leo lên được. Cha nó leo lên được đây này, nó còn quá trời trái, 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 cho nó hết rồi. Thì vừa đó nó làm trúc trên vậy làm sao mà hái, nếu mà phải nhờ cầu thủ nào tới hái vừa rồi. Cầu thủ nào, mấy cây nó trồng lâu năm quá, nó xuống mười mấy năm thì cây dừa nó lên cỏ này. Nhìn này là cây mãng cầu dai, mãng cầu dai, mãng cầu dai này nó mãng cầu sim hay dai, mãng cầu sim hay dai. Cái trái nó là đây nè, trái đó cái mãng cầu này mà còn non hết rồi, không được ăn, năm nay xuống không được ăn cây đó. Còn cây này là cây mận, cái mận này nó ra bông quá trời, năm nay cũng chưa được ăn. Mận thấy chưa. Cây này là cái gì, cái gì mà nó có một trái toàn ten. Này cái gì đó không biết rồi. Nhãn này nè, nhãn ăn sâu nè, có một cây nữa đây, đây là cây, cây gì quên ơi. À, bơ quá trời luôn, bơ nó cái bơ này, bơ nhiều lắm, bơ quá trời luôn. Cái bơ này nó xệ xuống hết mẹ, nó sát đất luôn, nhiều quá. Nhưng mà cái này cái ta cuối tháng 8, tháng 9 mới hái được.
đủ đủ, mới hái vô trái đủ đủ, phải đủ đủ thấy nó cằn cỗi chứ. Nhưng mà trái này là cái đề. Trái nguyên một cái chành, rồi mới hái vô cây chín này, chín cây luôn rồi, cây này chuẩn bị nó chín cái nữa rồi. Rồi xoài này, cây xoài này cuối cùng cây xoài, wow, xoài chín lên kia rồi, đó. Rớt không ăn cũng chết bà. Cây xoài nó xoài. Chuối quá trời luôn mà chưa bao giờ. Có nhành chuối rồi. Holy cow. Cái nhành chuối này bự. Lần đầu tiên thấy cái nhành chuối nè. No, ai cắt cái đầu nó vậy trời. Chuối đem tôi cắt. Căng khúc. Chuối đem căng khúc. Kỳ. Oh yeah. Cái cây móng cầu này nó ra quá trời ai nói mấy. Ồ ngàn qua ngu quá. Không chặt bớt mấy cái nhánh dừa chỗ này thì nó, nếu mà chặt bớt mấy nhánh dừa này nó không che cái đó, đúng rồi. Dừa này. Oh no, ai bỏ bị xuống nhỉ. Nó ngàn qua hái hết một đống dừa rồi. Look at that. Xoài này mới đã nè. Đây nè, xoài nè. Xoài dễ xoài chưa. Holy cow. Nó nằm ở ngoài cái bến tàu. Cái xoài này nó nằm ở ngoài bến tàu nó gì. Look at that. Oh my god, xoài. Xoài ơi là xoài. Bự luôn. Ừ, còn hai cổng không gì? Không phải. Cái đầu nó mô cái đầu nhỏ tí xíu thôi, tròn, cái mỏ nó tròn. Ôi. Tròn do. Tròn phải bằng cái nhỏ hơn cái này. Dạ. Yeah. Bự lắm. Cái quay nó phim thôi chứ đâu có làm gì được đâu. Đó nó kìa, đó hải cẩu nó đó. Ồ wow, cái. Anh ơi, từ đừng chạy đó. Để nó đi. Nó đang chạy quần. Đang quay phim. À này. Wow, look at that. Buổi sáng bình minh đẹp chưa? Oh, xoài. Cuối cùng mà quay qua lại cũng thích cây, quay cây xoài. Ổ chảnh. Cái cây xoài này chuẩn bị mấy trái nó chín nó rớt nước. Lấy cái này. Chắc là lấy cái cây ra hái mấy cái chín không thôi để nó rớt nước. Holy cow, con hải cẩu đúng rồi. Ồ, anh ăn cái con cá. Dạ, yeah, anh lên quá trời luôn. Hai cậu này bự nó đứng nó giỡn với mình. Đâu kê đâu. Đứng ngay giữa lòng nước. Mày đừng có quậy mấy cái cần câu của tao. Hãy you cannot do that. Nè, hai cậu ơi, để ta câu cá đừng có phá. Mày gái mày đi một đàn mẹ con mà nhiều quá, bự quá. Cái trụ nó bự rồi, ôi cái mồm nó giống như con heo. Giống như con, cái con hai cậu này nó giống như con trâu nước. Lú cái đầu lên thôi, lú cái đầu nó nằm dưới nước rồi, bà con nó nằm u to quá, đứng mới thấy quay phim không thấy rõ, đang quay phim, quay hết quay mười mấy phút thôi. biển. Đó, nghe nó là gì đó, đó cầu bên trời, bên cầu không nghe, chừng nó là cầu tâm. Là bên tàu ha, chạy ra biển nó đậu tàu nè, tàu nó đậu gì đó, tàu đây đậu chỗ đó, đậu lên nó câu lên vậy đó, nó câu lên khi nó đi hạ xuống ha, tàu kia nó tủ rồi, mùa hè cái cha con nó trốn hết. Xứ này đóng cửa đi hết. Đông cái nó bò vậy nó ở đầy hết. Nó chết. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối đường. Nhìn chân nhân chúa vinh hoàng. La la la.